Mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Lời đầu tiên thì cho mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hôm nay thì mình lại đang có mặt tại khu nghiệp Điềm Thụy để chia sẻ một số công ty đang tuyển dụng tại khu nghiệp Điềm Thụy các bạn nhé. Và công ty hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn đó là công ty trách nhiệm hữu hạn GFTech Thái Nguyên. Công ty này thì chuyên sản xuất sạc pin điện thoại các bạn nhé. Có địa chỉ là khu nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Do nhu cầu mở rộng sản xuất nên công ty đang tuyển số lượng công nhân nữ các bạn nhé. Công ty thì có mức lương hấp dẫn, phỏng vấn thì đi làm ngay. Chế độ là 100% người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể. Được nghỉ và thưởng tất cả những ngày lễ Tết trong năm các bạn nhé. Và các bạn được khám sức khỏe ngay khi trúng tuyển các bạn nhé. Chi phí khám sức khỏe thì công ty chi trả hoàn toàn các bạn ạ. Và số điện thoại để các bạn liên hệ thì các bạn hãy liên hệ với số điện thoại như sau: 0208 3931 628. Còn số máy lẻ các bạn liên hệ là 630 các bạn nhé. Và công ty tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyên Dung Vina. Công ty này thì có địa chỉ là khu nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Có số điện thoại là 0208 3931 616. Công ty Mizin Vina có vốn đầu tư 100% từ Hàn Quốc, chuyên sản xuất trong lĩnh vực điện tử và sản xuất các linh kiện cho điện thoại và ô tô. Và do nhu cầu mở rộng sản xuất nên công ty liên tục tuyển dụng công nhân nam nữ độ tuổi từ 18 đến 35 chuyên làm ca ngày và có làm thêm giờ. Thu nhập bình quân từ 7 đến 8 triệu, môi trường làm việc thì sạch sẽ, an toàn, không cửa từ và không phòng sạch. Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật và quy định của công ty, chẳng hạn như đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể và bảo hiểm xã hội. Chế độ phúc lợi khác công ty là ăn cơm ca miễn phí. Các bạn có nhu cầu thì lộp hồ sơ tại phòng bảo vệ tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7 và trong giờ hành chính các bạn nhé. Và cuối cùng thì mình xin chúc các bạn tìm được một công việc phù hợp. Và để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình thì các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ để đón xem những video và những bản tuyển dụng lần sau của mình nhé. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.